everybody, my name is Mai, and today we will be cooking delicious Vietnamese short ribs. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mai sẽ trình bày cho quý vị và các bạn một món ngon, đó là món sườn rang mặn. The ingredients you will need are pork short ribs, crushed peppercorn, shallot and garlic, sesame oil, thick soy sauce, fish sauce and coconut soda. Chúng ta cần sườn heo, tiêu, hành hương, tỏi, dầu mè, nước màu, nước mắm và nước dừa. If you would like the recipes, please visit our website. Let your meat marinate at least for 30 minutes. Thank you.
you for watching our video. If you would like the recipes, please visit our website. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem Mai trình bày món ăn sườn rang mặn.